Ba cách điều trị bệnh tiểu đường mới nhất và hiệu quả nhất. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Phương pháp điều trị bệnh tiểu đường mới nhất, hiệu quả nhất. Các nhà khoa học đã tìm ra nhiều phương pháp trị tiểu đường mới có thể giúp người bệnh phục hồi chức năng tuyến tụy, nhờ đó giảm đường huyết hiệu quả hơn. Thế giới hiện đang có 425 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Dự đoán đến năm 2045, số người mắc bệnh sẽ tăng lên gấp 1,5 lần, tức là rơi vào khoảng 629 triệu người. Trong đó 90% là tiểu đường type 2. Căn bệnh này là một trong 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với khoảng 4 triệu ca tử vong mỗi năm. Những phương pháp điều trị tiểu đường mới nhất hiện nay. Nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường là tuyến tụy, cụ thể hơn là tế bào beta ở đảo tụy bị suy yếu và kháng insulin. Vì vậy, để điều trị căn bệnh này, các nhà khoa học đã tìm kiếm các phương pháp có thể phục hồi chức năng tuyến tụy và làm giảm tình trạng đề kháng insulin, cấy ghép tế bào gốc. Đây là phương pháp sử dụng tế bào gốc để tạo ra những tế bào hoạt động giống như các tế bào beta tuyến tụy, có thể sản xuất ra insulin. Phối hợp thuốc theo nguyên tắc 3 bước. Trước đây, hầu hết người bệnh tiểu đường type 2 sẽ được phối hợp thuốc ngay khi phát hiện bệnh. Nhưng hiện nay, theo hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị đái tháo đường mới của Bộ Y tế, người bệnh sẽ được dùng thuốc phù hợp với giai đoạn bệnh theo nguyên tắc 3 bước. Thứ nhất, chỉ dùng một mình metformin kết hợp với giảm cân, kiểm soát chế độ ăn và tập thể dục. Thứ hai, metformin cộng với thuốc điều trị tiểu đường nhóm khác. Thứ ba, thuốc uống cộng với thuốc tiêm insulin hoặc không phải insulin. Nguyên tắc chuyển giữa các bước là sau 3 tháng điều trị không đạt được mục tiêu HbA1c, tức là chỉ số đánh giá đáp ứng điều trị. Ngoài ra, trong tất cả các bước, mục tiêu luyện tập và dinh dưỡng vẫn đóng vai trò quan trọng không thể thay thế. Mới đây, tại Việt Nam đã cấy ghép tế bào gốc tủy xương tự thân thành công cho một người tiểu đường type 2. Kết quả bước đầu cho thấy, sau 9 tháng cấy ghép, người bệnh vẫn kiểm soát được đường huyết dù đã ngưng tiêm insulin và giảm liều thuốc uống. Đây là một tín hiệu đáng mừng, giúp người bệnh nước ta có thêm hy vọng chữa khỏi bệnh tiểu đường trong tương lai. Cấy ghép tuyến tụy hay gọi là đảo tụy, phương pháp này cũng được kỳ vọng có nhiều khả năng chữa khỏi bệnh tiểu đường. Người bệnh sẽ được thay thế toàn bộ hoặc một phần tuyến tụy hay đảo tụy đã suy yếu bằng tuyến tụy khỏe mạnh lấy từ người hiến tạng. Tại các nước châu Âu, cấy ghép tuyến tụy đã thu được những thành công đáng kể. Nhiều người bệnh sau phẫu thuật không cần tiêm insulin trong vòng 1 năm đầu. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ thuật và chi phí, phương pháp này vẫn chưa được áp dụng tại Việt Nam. Có phương pháp nào chữa khỏi bệnh tiểu đường không? Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường. Cấy ghép tuyến tụy hay tế bào gốc dù hiệu quả nhưng vẫn cần theo dõi trong thời gian dài hơn mới có thể áp dụng điều trị đại trà. Vì vậy, hướng điều trị tối ưu nhất vẫn là kết hợp đồng thời với phương pháp, nhưng so với trước đây, mục tiêu điều trị đã có sự thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào hạ đường huyết, người bệnh phải đồng thời kiểm soát cả biến chứng của bệnh. Lý giải về sự thay đổi này, các chuyên gia nội tiết đái tháo đường cho biết, phần lớn người bệnh tiểu đường hiện nay tử vong vì các biến chứng mãn tính như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay suy thận, vân vân. Vì vậy, để chữa tiểu đường hiệu quả, phải ngăn chặn được biến chứng của bệnh. Chúng ta cần tác động tới nguyên nhân sinh ra biến chứng tiểu đường, đó là tình trạng stress, oxy hóa phát sinh do tăng đường huyết kéo dài. Ba cách để hỗ trợ trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Thứ nhất là áp giữ tinh thần luôn thư giãn. Các bài tập như yoga, thiền, hít sâu, thở chậm có tác dụng giảm căng thẳng stress rất tốt. Bạn có thể áp dụng các bài tập này để kết hợp ngủ đủ giấc và giải tỏa áp lực. Thứ hai, bạn với thực phẩm chống oxy hóa. Có rất nhiều thực phẩm có tác dụng chống oxy hóa có thể đồng thời hỗ trợ giảm đường huyết và phòng ngừa biến chứng. Bạn nên ưu tiên các nhóm thực phẩm này và thực đơn hàng ngày của mình. Chẳng hạn như rau lá xanh, cà chua, trái cây, họ cam quýt, bưởi, vân vân. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt hay yến mạch, hạnh nhân, quả óc chó, các loại đậu, cá biển, thịt gia cầm bỏ ra, vân vân. Thứ ba, bổ sung sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy những hoạt chất sinh học trong các thảo dược như nhào mạch môn, câu kỳ tử, hoài sơn, vân vân có tác dụng tăng cường chức năng tùy tạng và giảm chết oxy hóa. Điều đó không chỉ giúp phòng ngừa mà còn hỗ trợ cải thiện biến chứng tiểu đường một cách hiệu quả. Những kết quả này một lần nữa làm chắc chắn thêm lý do tại sao kết hợp Đông Tây Y trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Với sự kết hợp từ 4 thảo dược quý như mạch môn, nhàu, câu kỳ tử, hoài sơn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hộ tạng đường, hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện biến chứng của bệnh tiểu đường và hỗ trợ giảm đường huyết, giảm cholesterol trong máu. Cách điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn đầu. Thực hiện thói quen sống lành mạnh. Để thực hiện cách điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn đầu, bạn cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tập luyện một cách hợp lý. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Nhiều người mới được chẩn đoán bệnh tiểu đường thường có quan niệm sai lầm rằng nên ăn kiêng, tốt nhất là không nên ăn tinh bột và đường, hoặc thậm chí cắt giảm bữa sáng hoặc tối để giảm đường huyết. Dưới đây là một số lời khuyên cụ thể của bác sĩ Thúy Hằng.
bạn nên ăn đầy đủ cả 3 nhóm dinh dưỡng là chất bột đường, chất béo và chất đạm. Chế độ ăn nên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi. Tuy nhiên, không nên ăn trái cây ngay sau khi ăn bữa chính, mà nên ăn vào bữa phụ để tránh tăng đường huyết. Tích cực luyện tập thể dục thể thao. Bạn nên ăn vừa đủ với nhu cầu của cơ thể. Bạn có thể tính toán bằng các con số cụ thể dựa theo cân nặng, chiều cao, mức độ lao động. Tuy nhiên, để đơn giản, nên ăn cảm thấy vừa đủ và không ăn cố. Bạn nên ăn đĩa rau và uống nước canh trước khi ăn cơm và các thức ăn khác. Mẹo khi ăn này sẽ giúp làm giảm chậm quá trình hấp thu đường sau khi ăn, nhờ đó không làm tăng đường huyết sau ăn. Luyện tập thể dục thể thao là liều thuốc tự nhiên, rất hiệu quả với bệnh nhân tiểu đường. Bạn nên tập thể dục thường xuyên 30 phút mỗi ngày để làm tăng hoạt động của insulin, tăng sử dụng đường ở cơ bắp, nhờ đó làm giảm đường huyết. Các chuyên gia nội tiết đái tháo đường cũng chỉ ra rằng một trong các cách điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn đầu chỉ có tập luyện kiên trì và thường xuyên mới giải pháp chủ động làm giảm kháng insulin hiệu quả. Lưu ý, bạn không nên tập luyện nếu kiểm tra thấy đường huyết quá cao hoặc quá thấp, hay khi xuất hiện các triệu chứng như choáng váng, bủn rủn tay chân, vã mồ hôi, đau đầu, sốt hay buồn nôn. 7 lời khuyên cho người mắc bệnh tiểu đường khi bị thương ở chân. Người bị bệnh tiểu đường cần duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên vận động để có thể kiểm soát được lượng đường trong máu. Thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu, người bệnh cần đi khám thường xuyên và cùng với bác sĩ đưa ra kế hoạch cá nhân như chế độ ăn uống, luyện tập hay dùng thuốc để giữ cho lượng đường trong máu luôn ổn định. Mang giày phù hợp. Đôi chân của bệnh nhân đái tháo đường rất dễ bị tổn thương, nhiễm trùng hoặc hoại tử. Do đó, bệnh nhân cần phải lựa chọn giày dép phù hợp và không được đi chân trần ngay cả khi ở nhà. Bỏ hút thuốc. Khi hút thuốc, người hút đưa một lượng carbon dioxide từ khói thuốc vào cơ thể. Chất này ngăn cản oxy kết hợp với hồng cầu. Bên cạnh đó, thuốc còn làm chậm sự hấp thu của insulin khi tiêm, khiến khó kiểm soát được đường huyết ở bệnh nhân sử dụng insulin. Kiểm tra chân hàng ngày. Kiểm tra da trên đôi chân của bạn bao gồm cả khu vực giữa các ngón chân. Các vết thương tại chân ở người mắc bệnh tiểu đường có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng và hoại tử. Giữ chân sạch sẽ và thường xuyên cắt móng chân. Rửa chân bằng xà bông mỗi ngày, dùng kem dưỡng da cho toàn bộ bàn chân để tránh nứt nẻ. Cắt móng chân sẽ ngăn ngừa móng chân mọc vào bên trong và gây tổn thương. Tìm hiểu để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo. Chai chân thường là dấu hiệu đầu tiên mà bạn đang đặt áp lực lên khu vực nhất định của bàn chân, có thể dẫn đến viêm loét. Do đó, đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, cần đề phòng từ những dấu hiệu đơn giản nhất. Xử lý vết thương ngay lập tức. Nếu bạn phát hiện ra một vết thương, làm sạch nó bằng xà phòng nhẹ nhàng và nước, bôi một lượng thuốc mỡ kháng sinh rồi che lại bằng một miếng băng và lặp đi lặp lại quá trình này 2 lần trên một ngày và tránh nước. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.